Có lẽ tôi đã rất hạnh phúc với người ấy nếu như chuyện đó không xảy ra. Anh vẫn nghĩ rằng em sẽ ăn cơm lên thôi. Anh vẫn tình yêu thật mong manh. Còn đây gì vắng trong con tim đầy giá lạnh.
chuyện xảy ra như một giấc mơ. Dạ. Máy chạy. Nha. Hay đâu. Gì đấy? Nhanh á. Đúng rồi. Chạy xuống máy chạy. Đi. Máy chạy, máy chạy đi.